Calyp GPS. Đây là hướng dẫn Calyp GPS của Zerotech S4V3. Ta sẽ gắn kênh này là kênh GPS. Ta sẽ gạt 3 lần. 1 2 3. Rồi, đèn xanh sẽ sáng. Cái này đèn sáng hơi chậm tí. Rồi. Đèn sáng lên rồi thì chúng ta sẽ giữ thăng bằng máy bay như này đấy, không được để nghiêng. Ví dụ ta đang xoay như này chẳng hạn, mà đèn tắt này phải để lại sang lại đầu như này. Đèn sáng nhá, ta xoay máy bay luôn ở tâm, người xoay vẫn luôn quanh. Rồi, để xuống, quá trình hạ xuống không được để đèn tắt. Tiếp tục. Ta sẽ gạt tiếp công tắc GPS này 3 lần. 1 2 3. Đèn sẽ tắt. Đèn tắt tắt dốc ngược máy bay xuống. Sau mỗi máy bay quay xuống dưới thì đèn sẽ cũng giữ thăng bằng như lúc như bước 1. Phải giữ thăng bằng. Cũng chỉ cần nghiêng lệch là mạch nó không thăng bằng là nó sẽ đèn nó không sáng. Và can nếp không được là không khởi động động cơ. Rồi, ta lại quay tiếp. Rồi, được một vòng. Hạ xuống. Tiếp gạt công tắc này, GPS này 3 lần tiếp theo. Đèn xanh sẽ sáng. Và chúng ta chờ một lúc, khi nào đèn chuyển sang đèn đỏ nháy là đã hoàn tất bước calip CVS. Rồi, ok, như vậy là nó dẫn lưu dữ liệu rồi. Đấy, chúng ta sẽ khởi động động cơ này. Rồi. Đó.